đàng hoàng. Anh cởi áo ra đi. Rồi, cởi áo chưa thấy cởi, em đang chờ cởi áo. Dính rồi. Dính rồi à? Dính mà chưa có lưỡi thôi. Cũng là chơi thân với hai em. Cũng không biết là cái cảm giác khi mà mình nhập vai vào cái nhân vật này, đến khi mà mình đến bao giờ thì mình mới thoát được vai, và đến khi mà quay xong thì mình còn lưu luyến gì về mặt cảm xúc với nhau không ạ?